Nhá, mày lại quay cho một đôi rửa chén nữa. Con này 600D các bạn nhé. 600D. Đấy, nó đang rửa. Các bạn nhìn thấy đó. Đấy, nó đang rửa đấy. Đấy, mở cửa ra này. Đấy, nguyên zin nhá, bên trong nhá, không vệ sinh, không lau chùi gì cả. Đấy, bác về bác tháo cái này ra bỏ ra này, rửa xong rửa lồi cái thứ là ok các bạn nhá. Tại vì nó rẻ tiền đấy. Đó. Em bán một đôi nhá, một đôi này. Một đôi đấy, con này thì là báo lỗi, nó báo lỗi E9 hay em mấy gì đó đấy. Ok nhá, bên trong ở đây, bên này có một khay nhưng mà thiếu cái khay nhỏ thôi, cái đó không quan trọng. Cái này thì bác có thể xếp đĩa to lên đây đấy. Bán thanh lý nhá, một đôi đấy, 1,4 triệu một đôi bác nhá, 1,4 triệu một đôi đấy. Một con cái hoạt động ok, con này thì báo lỗi đấy, bác nào nhu cầu thì alo cho em. Thank you các bác nhá. 1,4 triệu hai con máy rửa chén. 1,4 triệu hai con các bác nhá. Còn điều hòa này các bác, điều hòa sáp khủng khiếp luôn các bác nhá. Con này 3 HP. Miền Nam đang nắng chang chang, nắng như lửa đốt các bác ạ. Hai con máy bơm hơi hôm qua thanh lý em bán rồi các bác nhá. Hay rồi. Thank you các bác nhá. Còn bác nào nhu cầu mua rửa chén thanh lý, lấy đồ linh kiện linh kiếp gì thì alo cho em. Đấy, còn hai con nữa đấy. Hay là bác nhiều khi bị hư một cái món đồ gì đó rất nhỏ trong ngày thôi, đi sửa nó là mấy trăm ngàn các bác nhá. Đấy, không rẻ đâu các bác ạ, em nói thật các bác. Công người ta tháo ra thì con rửa chén bèo bọt cũng phải mất 400-500 ngàn một lần người ta tháo ra là sửa chữa các bác nhá. Đấy, bác có đồ linh kiện rồi thì rất là dễ. 600D như cái dòng 600 là gần gần nó tương đương giống nhau hết cả. Đấy, giá rất rẻ, 1,4 triệu hai con các bác ạ. Thank you các bác nhá.